Có ba mẹ nào chưa hiểu rõ về sữa Actamil Úc số 1 không ạ? Pha lượng bột như thế nào? Nhiệt độ nước bao nhiêu? Cho sữa vào trước hay cho bột vào trước nhỉ? Đừng lo, hãy để Kids Plaza chỉ cho ba mẹ nhé. Video sau đây sẽ hướng dẫn ba mẹ cách pha sữa Actamil Úc số 1 nha. Ba mẹ hãy chuẩn bị một bình sữa đã được tiệt trùng, một bình nước đã đun sôi và để nguội xuống còn khoảng 30-40 độ C và tất nhiên là một hộp sữa Actamil Úc số 1. Sau khi vệ sinh tay sạch sẽ xong, ba mẹ có thể bắt đầu pha sữa ngay. Một muỗng gạt ngang như thế này sẽ pha với 50ml nước ba mẹ nhé. Nếu mà bé uống 100ml sữa, ba mẹ sẽ pha 2 muỗng với 100ml nước. Ba mẹ hãy điều chỉnh lượng sữa tùy vào khẩu phần ăn của con nha. Đó, ba mẹ chỉ cần đậy nắp và lắc đều là đã hoàn thành một ly sữa bổ dưỡng rồi. Sữa sau khi pha sẽ có nhiệt độ thích hợp nên bé có thể dùng được luôn ba mẹ nhé. Thật đơn giản đúng không nào? Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe cho Kids Plaza ba mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ ở các video tiếp theo.